Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố về mối quan hệ ngoại giao với Nga là không có giới hạn. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Vân Bân tuyên bố rằng sẽ không có giới hạn đối với hợp tác Trung Nga, không có giới hạn nào đối với nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được hòa bình và bảo vệ an ninh chung. Quan hệ Trung Nga là không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Vậy, Liệu mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có thực sự tốt đẹp như những tuyên bố ở trên hay đằng sau đó là những toan tính đầy tham vọng của cả hai bên? Mời quý vị đến với bài phân tích và bình luận ngày hôm nay của ĐCN News Trung Quốc và Nga đang tính toán đề phòng lẫn nhau Lịch sử giữa Nga và Trung Quốc thực chất là một lịch sử toan tính và đề phòng lẫn nhau. Thậm chí, hai nước đã đánh lén sau mừng nhau hết lần này đến lần khác. Sau năm 1949, Trung Quốc và Liên Xô đều ở bên phe cánh của chủ nghĩa Cộng sản. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước kéo dài chỉ chưa đến 10 năm. Sau khi Stalin qua đời, Liên Xô đã trải qua nhiều thay đổi. Ngay trong thời kỳ tốt đẹp nhất của quan hệ hai bên, người Liên Xô cũng không có ý định tốt đối với Trung Quốc. Khi đó, Liên Xô muốn thành lập hạm đội liên hợp Trung Xô Thái Bình Dương. Thực chất là để kiểm soát hoàn toàn quyền chỉ huy hải quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1945, Liên Xô điều quân đến chiếm đóng cảng Lữ Thuận và kiểm soát Đại Liên, đồng thời cưỡng ép Trung Quốc cho thuê cảng Lữ Thuận trong 25 năm. Đương nhiên, trong khi Liên Xô đang toan tính với Trung Quốc, thì Trung Quốc cũng đã tính toán lại không ít. Trong cuộc chiến tranh Trung Việt, tuy Trung Quốc đánh là Việt Nam, nhưng thực tế là đang tát vào mặt của Liên Xô. Vào năm 1969, Liên Xô đã nhắm thẳng đầu đạn hạt nhân vào Trung Quốc trong cuộc xung đột nổ ra giữa hai nước trên đảo Damansky hay là Trân Bảo, theo cách gọi của người Trung Quốc. Đặc biệt là Nguyên Soái Chu Cốp, người đã chủ trương sử dụng đầu đạn hạt nhân để thực hiện các cuộc tấn công vào quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh cắp các công nghệ của Liên Xô và Nga sau khi Liên Xô tan rã, nhìn trên bề mặt, dường như Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga đã bước vào thời kỳ trong mặt. Hợp tác kinh tế và quân sự giữa hai nước không ngừng phát triển. Chính phủ Trung Quốc cũng đã liên tục mua vũ khí từ Nga. Nhưng trên thực tế, hành động này của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực chất là để đánh cắp công nghệ của Nga. Trường hợp nổi tiếng nhất là sự ra đời của máy bay J-11 của Trung Quốc, được mô phỏng theo máy bay Su-27 của Nga. Theo hợp đồng ban đầu, Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ mua 200 chiếc máy bay tiêm kích Su-27 và lắp ráp chúng tại nhà máy chế tạo máy bay thẩm dương ở Trung Quốc. Và cuối cùng là thực hiện quốc sản hóa. Nhưng sau khi sản xuất 95 chiếc máy bay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy bỏ hợp đồng và đánh cắp công nghệ, hơn nữa còn không muốn gửi tiền cho Nga. Sự ra đời máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc chính là đến từ phiên bản mô phỏng Su-27 của Nga. Một ví dụ khác là Diêu Thành, một cựu trung tá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được lệnh sang Lào năm 1997 để mang trực thăng KA-28 về cho Trung Quốc. Ông Dư Thành cũng tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chọn một sinh viên từ Đại học Thanh Hoa đến học tại Học viện Hàng không Moscow ở Nga để đánh cắp thông tin kỹ thuật về máy bay trực thăng có liên quan. Hiện tượng này vẫn diễn ra cho đến ngày nay. Vào tháng 7 năm 2022, chính phủ Nga đã bắt giữ một nhà khoa học ở Siberia, người hợp tác với gián điệp Trung Quốc. Ông Dmitry Kokor là nhà khoa học từng giảng dạy tại Đại học bang Novosibirsk của Nga và chủ yếu tham gia nghiên cứu về khoa học lượng tử. Ông Livaden, người chịu trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Rotex của Nga, đã nói với truyền thông rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm bản quyền và sao chép vũ khí và thiết bị của Nga trên quy mô lớn, từ động cơ, hàng không đến máy bay chiến đấu su khôi, từ máy bay chiến đấu dựa trên tàu sân bay cho đến hệ thống tên lửa phòng không cho đến cả hệ thống tên lửa phòng không di động. Ông cho biết, ngay cả hệ thống phòng không tầm ngắn và tổ hợp tên lửa Pansil nổi tiếng của Nga cũng bị ăn cắp bản quyền tại Trung Quốc và đã có khoảng 500 trường hợp tương tự như vậy trong 17 năm qua. Hãng tin Leta PMA New Agency của Nga vào ngày 24 tháng 7 năm 2018 đã đăng một bài báo với tiêu đề Chuyến bay của Nga với phụ đề rất bi thảm Trung Quốc đã đánh cắp bí mật vũ trụ của Nga và không còn gì để ăn cắp. Theo bài báo này, tàu vũ trụ Thần Châu của Trung Quốc chính là bản sao của tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Trong những năm 1990, Trung Quốc đã có được bản vẽ kỹ thuật của tàu vũ trụ Soyuz từ Nga và các thiết bị lắp ráp từ Ukraine. Trung Quốc đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh cắp công nghệ từ Nga. Ví dụ, Trung Quốc đã trực tiếp lấy được các bộ phận linh kiện quan trọng từ các nhà máy sản xuất tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã mời một lượng lớn các chuyên gia Nga đến giảng dạy tại Trung Quốc, nhằm đạt được những tư vấn về kỹ thuật. Căn cứ không gian của Nga cũng đã đào tạo nên một lượng lớn các phi hành gia cho Trung Quốc và dạy các kỹ năng và công nghệ liên quan. Mặc dù Nga cũng đã cố gắng ngăn chặn kiểu trộm cắp này, chẳng hạn như Nga đã bắt giữ và kết án nhiều chuyên gia vũ trụ và các nhà khoa học hàng không vũ trụ nổi tiếng với các cáo buộc cung cấp các thiết bị và kỹ thuật hàng không cho Trung Quốc nhưng vẫn không thể ngăn chặn những hành động này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nga đề phòng Trung Quốc trong mọi lĩnh vực. Nga đương nhiên nhận thức được những hành động nhỏ đằng sau của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, Nga luôn đề phòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở mọi lĩnh vực. Lấy ví dụ, liên quan đến công nghệ tàu sân bay và máy bay dựa trên tàu sân bay, Nga vẫn luôn không muốn bán nó cho Trung Quốc. Cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến Ukraine và sao chép lại mẫu máy bay chiến đấu T-10 nguyên mẫu của máy bay chiến đấu Su-33 được phát triển từ thời Liên Xô. Trên cơ sở này, Trung Quốc đã phát triển ra máy bay tiêm kích J-16 của riêng mình. Lấy ví dụ, với máy bay chiến đấu tiên tiến Su-35 của Nga, Nga vẫn luôn chỉ trệ và không muốn bán nó cho Trung Quốc. Tất nhiên nguyên nhân chính là sự kiện Su-27 trước đó làm Nga phải chịu tổn thất lớn, khiến không quân Nga không muốn tái hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ sau khi Tổng thống Putin hạ lệnh Nga mới quyết định bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc. Sau khi nhận ra Trung Quốc liên tục ăn cắp công nghệ động cơ của mình, vào năm 2016, Nga đã không còn bán các động cơ AL-31 được sử dụng cho máy bay chiến đấu J-20 và J-10 cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào thời điểm đó, việc sản xuất động cơ tua phản lực cánh quạt Sun Yang WS-10 của Trung Quốc còn hữu hạn, không đủ để hỗ trợ sản xuất cho các dòng máy bay chiến đấu như từ J-10, J-11, J-15 cho đến J-20 khiến việc sản xuất máy bay, bay chiến đấu của Trung Quốc gặp nhiều hạn chế. Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc chưa bao giờ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Sẽ khó có một hợp tác sâu rộng giữa đôi bên bởi hai nước không có cơ sở cho sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu so sánh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga như một mối quan hệ cha con, thì có thể dùng 6 từ để hình dung. Đó chính là phụ bất từ, tử bất hiếu. Và đến đây, một phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng quý vị có thể để lại bình luận để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo xin kính chào và hẹn gặp lại